Hội Chữ thập đỏ xã An Bình vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được huyện Nam Sách chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở. Trong 5 năm, tổng trị giá các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, đột xuất và tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật của Hội Chữ thập đỏ xã An Bình đạt gần 700 triệu đồng. Hội cũng thường xuyên phối hợp cấp phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp nhận 21 chiếc xe lăn cho người tàn tật, quyên góp xây dựng một căn nhà chữ thập đỏ trị giá 150 triệu đồng. Hàng năm hội đều vận động và thu nhận được 150 đơn vị máu. Nhờ thực hiện tốt các phong trào, các hoạt động từ thiện nhân đạo nhiều năm gần đây, Hội Chữ thập đỏ xã An Bình được các cấp khen thưởng.